Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Lời đầu tiên thì Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay thì Khanh Béo TV lại cập nhật phần 2 lễ đưa tang em Lương Thị Phương Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng. Em Phương Thúy sinh năm 1983. Không may, trong suốt một thời gian dài, em mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được toàn thể các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì căn bệnh quá nặng, em đã không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với tổ tiên. Để lại cho gia đình, cho bố mẹ, ông bà một nỗi xót xa vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Khi nhận biết tin em không còn nữa thì tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè xa gần, ai ai cũng trở về đây để cùng nhau làm lễ cầu nguyện và tiễn đưa, để cầu cho em được mãi mãi ra đi thanh thản, về cõi vĩnh hằng, yên giấc nghỉ ngàn thu. Thế là cuộc đời không bao giờ còn nữa, tình cảm vợ chồng nay đã âm dương cách biệt. Em đi rồi, để lại mình anh. Kính thưa quý vị, tình vợ chồng biết bao nhiêu năm đã gắn bó, đã chia sẻ buồn vui, cay đắng, ngọt bùi. Cũng chỉ mong rằng cuộc đời sẽ mãi mãi được yên bình, được hạnh phúc bên chồng, bên các con. Nhưng lúc này đây, em đã không còn trên thế gian này nữa. Khi hoàng hôn buông xuống thì bố con anh chẳng nhìn thấy bóng dáng của em như những ngày xưa. Em ơi, đã biết bao năm qua vợ chồng đã đầu gối má kề, mà nay em lại đi về nơi đâu? Để hôm nay đây tang trắng đội đầu, lòng đau giả xót, âu sầu biết bao. Nhớ những khi bát cơm chia nửa làm đôi, vợ chồng hạnh phúc ta thời thương nhau. Nhớ khi kẻ bát cơm rau, vợ chồng no đói có nhau là thường. Giờ này em lại đi một con đường, không ngày trở lại với gia đình chồng con. Thế là từ đây có miếng ăn ngon, lấy ai chia sẻ với chồng con bây giờ? Từ đây mãi mãi phụng thờ, con thơ mất mẹ, anh thì mất em. Rất nhiều người nay đã tề tựu về nơi đây để cùng nhau đưa tiễn em về nơi an giấc ngủ, không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Xót xa, cay đắng mà giờ này chỉ biết ngậm ngùi, vành khăn trắng, những giọt nước mắt rơi, để cả cuộc đời âm dương cách biệt. Em ơi, còn nó vắng em thì đau khổ biết nhường nào. Mãi mãi trên cuộc đời này sẽ chẳng được gặp mẹ, không nhìn thấy vợ, và cũng không được vui vẻ chuyện trò như ngày xưa được nữa. Tất cả bà con, cô dì, chú bác gần xa
ai ai cũng thương tiếc một người con gái còn quá trẻ, giờ đây đã vĩnh viễn rời xa trần gian, không một ngày trở lại. Kính thưa quý vị, đúng là cõi đời như thể bông hoa, mệnh người ta thì cũng chỉ là chiêm bao. Các đường duyên trong chốn trần lao thì đều vô thường cả, có lâu nỗi gì. Hiện nay duyên trần em đã hết, thân tứ đại lại về miền tứ đại, mà thời thế chân như lại nghiêng về bản thể chân như. Vậy sự ra đi của chân linh em lúc này là thoát khỏi cảnh bể khổ. Tuy nhiên đối với cảnh trần, chồng con anh chị em bạn bè không sao có thể tránh khỏi sự đau thương mất mát to lớn này. Em về nơi chiến suối, hãy luôn phù hộ độ trì cho toàn thể mọi người, cho bố con anh, cho cha mẹ ông bà luôn được bình an, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Khanh Béo TV. Kính quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Khanh Béo TV. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi video.